Xin chào các bạn. Các bạn đã nhìn thấy khủng long bao giờ chưa? Hôm nay chúng mình đang ở công viên khủng long này, có rất nhiều khủng long nhỏ lắm. Các bạn ơi, khủng long này không phải là khủng long bình thường nữa nhé. Khủng long này còn có cử động lúc đấy. Ôi, vừa nãy tớ tí nữa thì chạy mất dép luôn đó các bạn ơi, nhìn này. À, đây này. Và khủng long này khủng long phi ra đây. Cẩn thận. Đi đây. Ôi, đây là hoa ăn thịt người nha. Hoa ăn thịt người này. Đây này. Đây là công người không nào? Đây. Bên đây là khủng long gì? Đây là khủng long bạo chúa. Khủng long bạo chúa đúng rồi. Hay là bầu khủng long T-Rex thì phải. T-Rex. Ôi, sao không ra nhà? Chưa thấy ra nhà, cẩn thận không ạ? Nhưng mà tới thì dọn đông một cái đi. Không sợ đâu. Như này. Ôi, mềm cực luôn. Đây là silicone, đây là bằng silicone các bạn ạ. Silicone à? Ờ, đây là silicone. Ôi. Đây là răng á, ơi, răng ở đâu? Ôi, đi sang bên này này. Đây là khủng long thì hàng biết không? Đây là khủng long gai. Chính xác, đây là khủng long gai. Phải không? Đây. Đúng rồi. À, không phải, đây chính đây là gì? Khủng long gai kiếm. Ôi tớ mỗi khi tớ toàn đọc đây là khủng long gai nhá. Nhìn nè, ôi, đang cử động nè. Biết vì sao đây gọi là khủng long vây kiếm không? Tại vì có những cái vây nhọn này này, cái vảy nhọn này này người ta tưởng là gây kiếm á. Thế nên là gọi là khủng long vây kiếm các bạn ạ. Đúng rồi đấy. Ôi, mềm cực luôn. Tất cả là bằng kiểu cao su, silicone hết á. Silicone rất là mềm đúng không? Wow, còn có cử động như thế này. Này nhưng mà cảm giác bạn này rất là hiền, không giống như khủng long vừa nãy đúng không? Nhìn giống như thật luôn đấy nhỉ? Ờ, cái mắt đây này, nhìn cái mắt này là chớp nha. Đây là một hệ thống luôn các bạn ạ. Rồi người ta cắm điện lên rồi bắt đầu lắc lắc lắc. Chúng ta đang đợi khủng long đen này này. Về tí nữa nó mới mở mắt ra. Mày nha, một. À, ôi. Kia mở rồi. Đấy, mở một tí nó lại nhắm vào đúng không? Đi, bây giờ đi sang bên này. À, đây này. Đây là khủng long gì? Đây là khủng long kiểu khủng long giống như khủng long bạo chúa ấy. Tớ xem phim ở trong công viên kỷ Rua. Đây này. Này. Đây là khủng long ơi. Cái con này á, khủng long này giống ở công viên kỷ Rua, cái loại này là ta bảo vệ cái cậu bé gì á, nó chạy dùng luôn á. Đây này. À, ở trong đây bên trong là rất là nhiều bông này, thì ra là mềm đúng không? Vậy là bên ngoài là lớp cao su đúng không? Ừ. Không phải silicone đâu à, mà là bên trong là tất cả là đều bông. Wow. Vậy là gì rất là thật đúng không? À, ai cưỡi lên cái đuôi này đi. Tớ sợ nhân viên. Nhìn này. Ôi, ở đây có quả trứng luôn. Đây là gì? Khủng long đeo. Gì ấy. Quá à. Đây là khủng long giống như là khủng long biết bay ấy nhở, cái mỏ của nó kìa. Đúng rồi. Quả trứng kìa. Thằng nhìn thì giống con gì ở bây giờ không? Bây giờ á? Hả? Con gì? Tớ giống đầu thằn lằn á. Thằn lằn á? Ờ. Nhìn cái đầu thì giống thôi. Ờ. Ôi, giá như cho tớ quả trứng này. Ơ kìa. Bạn này đang cho tớ quả trứng. Lùi vào tí nữa thì mới hiện ra. À. Ôi hai nhìn này. Ở dưới này có quả trứng vỡ này. Đây là rất là nhiều trứng này. Đây ra rồi. Nhưng không sao sót đây nhở. Mày ra đây nào. Có khi nào ném quả trứng cho mình không? À rồi, ra đây. Nhìn này. Bạn ra đây. Trời ơi, khủng long ta bảo vệ trứng đấy. Đâu ra cho mình. Để mà cho mình. Đi, sang bên này thêm có khủng long nào à? Khác hơn không các bạn nhá. Ôi, chút tiền. Đây là kích cỡ. Kinh công giống phim không? Cái gì nhỉ? Kinh công đúng không? Lại cho tớ hỏi cái này là cái gì vậy? Cái này chắc là cái cảm ứng của nó. Giống như là hệ thống điều khiển đúng không? Nhìn cái mũi này. Ôi. Ôi này giống kinh công trong phim vậy. Giống hệt luôn đấy nhở. Ôi cái lông cũng mịn lắm. Ui. Cái lông cũng mịn lắm cơ. Sao tớ không dám can đảm để sờ nha. Này kinh công này bị nó ra rồi này. Bị thương rồi. Này. Đây là gì? Kinh công là loài quái vật khổng lồ thuộc chi linh trưởng, được coi là loài động vật gần giống với con người nhất. Đúng rồi, đầy là gần giống với con người nhất. Có chân đầy đủ đúng không? Ha, thử làm giống như bạn này xem nào. Nhìn kìa. Giống không các bạn ơi? Đây là giống không? Đồng loại ơi. Bạn có là đồng loại mà. Tại vì kinh công là loài mà giống con người nhất, thế nên tới bạn Hằng đều là giống đúng không? Không phải mỗi mình tới đâu. Đây này. Ôi, đây là kiểu cây táo thần á.
đây kiểu cây táo thần nữa các bạn ơi. Bên trên có rất là nhiều táo phát sáng luôn và rất là to. À, khủng long này, khủng long gì mà nhảy lên tên này đấy? Khủng long này giống khủng long vừa nãy nhá. À, tê giác, tê giác. Đây đâu phải tê giác. Tê giác mà, tê giác này. Tê giác thật. Tới thật là công lên khủng long phải có khủng long chứ. Wow. Ui. Ê. À, ôi. Ta mỗi lần mà di chuyển cá bị sợ ghê cơ. Các bạn ơi, nếu mà các bạn không dám sờ vào tê giác ngoài đời thật thì các bạn có thể sờ vào những con tê giác mô hình như thế này. Mình chả sợ gì luôn đúng không? Ngại đúng không? Không sợ gì mà lúc này có bạn nào mà giật mình. Không phải, đấy là khủng long. Và tê giác từ mà lại có hơi hơi thôi. Ôi nhưng mà sao mà tê giác lại ở trong cái hang này nhỉ? Ờ, tê giác thường thường hang này sẽ là hang của vượn và tinh tinh đúng không? Ở trên cái kia, ở trên cái đây kia kìa. Cái kia có rất là nhiều, cái là tinh tinh hay là vượn hay khỉ vậy? Khỉ. Này tớ chưa phân biệt tinh tinh, vượn hay khỉ đâu nhá. Nhìn cũng giống nhau đúng nhỉ? Ờ. Này tất cả đều có hệ thống. Ê đây là đèn hay sao ấy? Mấy bạn này là mấy bạn chưa được bật lên này, nó không là sẽ phát sáng chủ động á. Wow, đây là khủng long gì? Đây là khủng long bướm á các bạn ơi. Khủng long bướm. Sao mình lên lại? Bởi vì cái cổ bạn ấy này có cái gì? Khủng long hai màu. À khủng long hai màu. Hai màu. Khủng long bướm. Đây này, bởi vì có hai cái màu rất là to luôn. Giống như kiểu hai cánh bướm luôn. Sẽ là cúp lại này, sau khi mà gây nguy hiểm thì sẽ là bạch ra luôn. Đấy, đây, đây. Đấy nhá. Á miệng ra kia kìa. Ờ. Ấy bạn nhỏ này bạn có sợ đâu? Em rửa bạn đi. Thấy chưa? Bạn ơi, chạy ra luôn này. Ờ. Rồi can đảm vậy. Cái lưỡi kìa. Ồ. Ê, nhìn cái. Mấy các bạn ở đây, các bạn ơi, rất là gian dạ luôn. Đây đây, xong về bên này này. Đây, đây là khủng long bay rồi các bạn ơi. Khủng long bay, đây, tớ biết luôn. À, mấy con này là con khỉ đây. Đây là, đây là thằn lằn bay. Đây là không phải khủng long nhưng mà ta gọi là thằn lằn bay. À, thằn lằn bay. Ờ. Vậy nhìn hai cái cánh kìa. Vậy ra giống như cánh diều ấy nhỉ? Ừ. Ôi, cá sấu này. Có cả cá sấu luôn. Đó, đây là cá sấu Bắc Mỹ á. Bắc Mỹ á? Ờ, sao mà nó to vậy? Ôi. Vào rồi, vào rồi, ra này, rồi mới ra này. Nào, từ từ, mới ra. 2 3 Lâu vậy? Yeah. Wow. Cá sấu này hơi ít răng nha. Phải nhiều răng hơn nữa. Cái này là cá sấu già quá, rụng hết răng rồi. Bên kia có một cá sấu nữa kìa, nhưng không biết răng không. Đây mới là khủng long cổ dài, đây khủng long cổ dài luôn. Khủng long này là khủng long T-Rex. Khủng long mái. T-Rex là bảo chúa. Khủng long này là khủng long ăn cỏ. Ui nhìn này, đây khủng long ăn cỏ đấy. Ra đây nhìn cái cổ rất là dài luôn. Nhưng khủng long này là không cử động nha. Đây chỉ là mô hình thôi. Nhìn kìa, cổ cao tít lên trên kia luôn. Chắc là tại vì quá to nên không cử động được á. Trong này còn á. Wow. Hà ơi, bây giờ mà cho bạn về thời tiền sử như này bạn có dám về không? Nếu mà về thời tiền sử mà chỉ là khủng long ăn cỏ thì thôi thì tớ không sợ đâu này. Khủng long này tớ xem phim Doraemon các bạn ơi. Bà Nobita đã nuôi một con khủng long mà chính là khủng long ăn cỏ này này. Nếu mà gặp khủng long bạo chúa kia thì tớ chắc là tớ cầm dép tớ chạy luôn. Nếu mà gặp khủng long bạo chúa thì tớ sẽ nhờ khủng long ăn cỏ. À, tớ sẽ ngồi lên trên lưng và chạy đi, tớ đã không sợ đâu. Ơi, chắc gì lúc đấy bạn đã dám đứng ở đây. Ôi nhìn này các bạn ơi, thời tiền sử cây nấm cũng rất là to luôn. Đây. Cây nấm cũng rất là to luôn đây các bạn này. Cao nhỏ. Nấm này giống quả bóng bay vậy ta. Các bạn ơi nhìn này, ta giống bóng bay vậy. Không, đấy là nấm mà. Nấm này luôn. À, nhìn này. Ê, đây là con trăn. Trời ơi, nó rắn đó hả? Lê hả? Không, không, không. Lê nào. Ôi, con trăn này mà tớ gặp rồi. Ôi. Trời ơi, các bạn này. Đúng các bạn ơi, con trăn này mà tớ gặp ngoài đời chắc tớ cũng chạy bắn riết luôn. Các bạn ấy bảo là chăn pha ke không sợ đâu các bạn ạ. Các bạn ơi, ở trong này á, khủng long phát ra những tiếng gầm như thế này. Cảm giác rất là thật luôn, giống như kiểu là mình đang ở trong thế giới khủng long thật luôn. Như thời tiền sử ấy, đây này, có cả gầm luôn á. Rồi, ui. Nhìn này, đây là cây thần ngày thời tiền sử đấy. Đó, cây thần thời tiền sử á? Ở đây trong truyện cổ tích có mà. À thế à. Thật ra cây này là người ta tưởng tượng ra thôi mà. Đúng rồi, là người đây là người ta tự làm luôn á các bạn, không có thật đâu à. Này Hà ơi, bạn thấy công viên khủng long này như thế nào? Ôi công viên khủng long này đẹp lắm các bạn ạ. À. Mình đi một vòng luôn á, có các hầu như là có tất cả các loại khủng long mà mình biết luôn á. Cảm giác rất là thật, rất là sợ luôn. Mà các khủng long á biết cử động nữa làm cho mình sợ hơn. Ban đầu là tới bạn Hằng giật mình lắm á, nhưng mà sau thành quen.
các bạn ơi, cảm ơn các bạn đã xem video của chúng mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video.